Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. 160 học viên tham gia lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh. Trung tâm y tế Than Uyên nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, sáng 9 tháng 9, tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lai Châu năm 2023. Dự lễ khai giảng có giáo sư tiến sĩ Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. 160 học viên tham gia lớp bồi dưỡng là các đồng chí được quy hoạch các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cấp trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và tương đương, Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Trong thời gian từ ngày 9 đến hết ngày 19 tháng 9 năm 2023, các học viên sẽ được các giáo sư tiến sĩ, các nhà khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung trọng tâm thiết thực và quan trọng nhất của 20 chuyên đề như kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, những vấn đề cơ bản về lãnh đạo quản lý và sử dụng các công cụ nghệ thuật trong thực hiện lãnh đạo quản lý, liên kết vùng trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay và vấn đề đặt ra đối với tỉnh Lai Châu. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy khẳng định, những năm qua tỉnh Lai Châu đã nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp các ngành, xây dựng quy hoạch kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn cán bộ, gắn với chức vụ, chức danh quy hoạch và nhu cầu sử dụng cán bộ. Đối với lớp bồi dưỡng lần này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị ban tổ chức lớp học quản lý điều hành chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chương trình tài liệu để tổ chức lớp bồi dưỡng theo đúng kế hoạch tiến độ, quy chế quy định đề ra. Các học viên sắp xếp bố trí thời gian tham gia đầy đủ các nội dung theo kế hoạch giảng dạy học tập của học viện. Nêu cao tinh thần trách nhiệm học tập nghiêm túc, lĩnh hội những nội dung được giảng viên truyền đạt, tích cực trao đổi thảo luận những vấn đề mới, vấn đề khó phức tạp tại địa phương, cơ sở để tìm cách vận dụng, thực hiện phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Ngày 9 tháng 9, tỉnh đoàn Lai Châu kết nối Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam, dự án Sức mạnh 2000 tổ chức lễ khởi công trường đẹp cho em tại điểm trường Bản Dền Thàng thuộc trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Giào San. Công trình trường đẹp cho em được hành trình rèn luyện BAS, quỹ Build a School Foundation, công ty Rich Clay Shop ở Hà Nội tài trợ xây dựng công trình, gồm 2 phòng học, 1 phòng vệ sinh, tổng trị giá 115 triệu đồng. Dự kiến công trình sẽ xây dựng trong 3 tháng và sẽ bàn giao đưa vào sử dụng sau tháng 12 năm 2023. Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Giào San có 36 lớp, hơn 1.000 học sinh đang học tập tại 2 điểm trường. Với điểm trường Dền Thàng có hơn 300 em học sinh bán trú, công trình trường đẹp cho em sẽ có ý nghĩa rất lớn nhằm xóa phòng học tạm, tạo môi trường học tập tốt hơn. Đặc biệt hơn nữa là nhóm thiện nguyện đã tổ chức nhiều hoạt náo và nấu miễn phí hơn 150 suất cơm cho các em đang ở bán trú tại trường. Đồng thời nhóm đã trao tặng các đồ dùng học tập và bánh kẹo, quần áo cho các em đón Tết Trung thu ấm áp hơn. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Lai Châu cũng trao tặng 50 suất quà cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Giào San nhằm khích lệ các em học sinh đầu năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao thu nhập, ổn định sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, thời gian qua xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu đã tích cực đưa nhiều giống cây trồng mới vào gieo trồng thử nghiệm để nhân rộng. Với khả năng chịu hạn tốt, dễ chăm sóc, giá trị kinh tế cao, cây sa nhân tím đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định, mở ra triển vọng phát triển kinh tế cho người dân trên địa bàn xã. Trước đây, gia đình anh Phan Thanh Sơn ở bản Xin Trải, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu trồng ngô và lúa, hiệu quả kinh tế thấp nên gia đình anh đã bỏ hoang đất. Năm 2019, thấy người dân ở Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ trồng sa nhân và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sau đó gia đình anh và một số hộ trong bản cũng mua về trồng thử nghiệm. Sau 3 năm trồng và chăm sóc, cây sa nhân bắt đầu cho thu hoạch quả. Năm nay, thương lái vào tận bản thu mua,
với giá bán 80.000 đồng trên 1 kg quả tươi, đã giúp cho gia đình anh có thu nhập gần 30 triệu đồng. Diện tích đất khoảng 5.000 mét vuông, thế là cái tưới trồng ngô, trồng lúa thì cũng không được năng suất mấy, cũng được ít thôi. Nhưng mà bây giờ tôi tìm hiểu và tôi mua cái giống sa nhân về trồng thì bây giờ cũng hiệu quả hơn so với những cây trồng khác. Bây giờ tôi trồng được 3 năm rồi, năm nay là năm thứ 3, được thu hoạch là được khoảng hơn 3 tạ, thì số tiền là cũng gần 30 triệu đồng. Thì tôi cũng cảm thấy cái cây này cũng rất hiệu quả. Còn gia đình anh Trèo Láo Màn ở bản Sùng Phài, năm 2018 đã quyết định mua giống cây sa nhân về trồng thử nghiệm 3.000 m2 dưới tán rừng ven suối. Đến năm 2020, gia đình anh Màn thu hoạch lứa đầu tiên và bán được 13 triệu đồng. Nhận thấy đang là thời điểm giá bán sa nhân cao nên gia đình đang tập trung thu hoạch. Dự kiến năm nay thu nhập hơn 30 triệu đồng từ bán quả sa nhân tươi. Gia đình tôi thì cũng trồng đến năm nay là năm thứ 5. Và dự đến đến năm nay thì giá của cây sa nhân nó cũng rất cao, nên là một số hộ gia đình thì thu được rất là khá. Còn đối với gia đình tôi thì năm nay thì cũng được một ít, gọi là hơn chục bao rồi đấy. Ước tính là bởi vì hôm nay đang hái năm ngày đầu tiên nên là chưa hết được, nên dự kiến là chắc là sẽ ước tính được khoảng rơi vào độ hơn chục bao rồi đấy. Nó tính ra tiền thì nó rơi vào 2-30 triệu rồi đấy. Hiện nay trên địa bàn xã Sùng Phài có khoảng 70 hộ trồng cây sa nhân tím với diện tích gần 20 hectare. Sa nhân tím là giống cây dễ trồng, thích hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Giống cây này thích hợp phát triển giữa các tán cây ở dưới vùng thấp. Mỗi năm, cây sẽ cho thu hoạch một lần vào khoảng tháng 7, tháng 8. Quả sa nhân sau khi thu hoạch về được sấy khô hoặc bán quả tươi. Giá thành cao hơn so với một số nông sản khác. Thương lái cũng đến tận nơi để thu mua. Với triển vọng bước đầu từ cây sa nhân mang lại, trong thời gian tới, xã Sùng Phài sẽ vận động nhân dân mở rộng diện tích giúp người dân nâng cao thu nhập. Trên địa bàn xã Sùng Phài thì trong thời gian qua thì có một số hộ dân ở bản trên cao là cũng tự mua hạt giống cây giống sa nhân tím về trồng để phát triển kinh tế gia đình. Thì qua năm nay thì đối với xã đánh giá là cây sa nhân tím là một cái cây mà cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao đối với bà con nhân dân, nhất định là một cái cây cũng đem lại kinh tế cao cho bà con nhân dân. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động người dân là tranh thủ những cái diện tích đất mà kém hiệu quả và những diện tích đất bỏ hoang để tăng cường trồng cái cây sa nhân tím này để đem lại thu nhập cho người dân. Nhờ phát triển cây sa nhân tím, nhiều hộ dân đã có thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi năm, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã. Ngoài ra, cây sa nhân tím được trồng dưới tán rừng còn giải quyết được tình trạng rửa trôi, xói mòn đất, tạo nên thảm thực vật đa dạng, góp phần bảo vệ rừng trên địa bàn. Xác định rõ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đội ngũ cán bộ y tế. Trong những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, luôn nâng cao ý thức vai trò trách nhiệm đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Trung tâm Y tế huyện Than Uyên là đơn vị y tế cơ sở hạng 3, bao gồm bệnh viện huyện, 4 phòng chức năng, 17 khoa chuyên môn và 12 trạm y tế. Là huyện cửa ngõ phía đông nam của tỉnh, vì vậy không chỉ có người dân ở Than Uyên mà còn có bà con ở các vùng lân cận như huyện Tân Uyên, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, Văn Bàn, Lào Cai đến khám và điều trị bệnh. Vậy nên, trong những năm qua, trung tâm luôn nỗ lực cố gắng để nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân với tinh thần tận tâm, tận tụy, tất cả vì người bệnh. Chúng tôi thường xuyên triển khai các cái giải pháp để nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh. Trong đó thì đặc biệt chú trọng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác đào tạo chuyên khoa, đào tạo các cái dịch vụ kỹ thuật, rồi tranh thủ tốt cái đề án bệnh viện vệ tinh, rồi đề án 1816, rồi hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với các cái bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh. Từ đó thì cái năng lực, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Bên cạnh đó thì cũng quan tâm đầu tư các cái trang thiết bị hiện đại phục vụ cho chẩn đoán, điều trị, ví dụ như là hệ thống phẫu thuật nội soi, các cái thiết bị nội soi tiêu hóa, nội soi tai mũi họng, nội soi tiết niệu,
rồi hệ thống cấp cứu nhi khoa, vân vân. Bên cạnh đó thì cũng đảm bảo các cái thuốc, vật tư, rồi là hóa chất, vân vân để phục vụ cho quá trình khám bệnh, quá trình chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh đó thì về cơ sở hạ tầng thì chúng tôi cũng luôn quan tâm để đầu tư để đảm bảo cho người dân được khám chữa bệnh trong cái điều kiện tốt nhất. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của nhân dân, trung tâm đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phòng chống dịch, triển khai các kỹ thuật mới trong điều trị như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật glaucoma, đục thể thủy tinh, chạy thận nhân tạo, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, tập trung xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp, không ngừng nâng cao phong cách thái độ phục vụ người bệnh. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 100.000 lượt người đến khám và chữa bệnh. Đối với chúng tôi thì khi vào bệnh viện của chúng tôi điều trị thì chúng tôi luôn là tôn trọng và cái nâng cao cái tôn trọng và luôn luôn là tôn trọng bệnh nhân, có giữ cái thái độ niềm nở và thân thiện đối với bệnh nhân. Nhất là đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân nặng chẳng hạn thì chúng tôi cũng rất là theo dõi sát sao để mà đưa ra cái kết quả điều trị tốt nhất. Trước tôi cũng là bệnh dày dày mới lại chẳng, vừa điều trị ở đây rồi nhưng mà hôm nay thì còn đau quát lại, tái lại nữa. Thế thì vào khám hôm nay thì, vào sáng hôm nay bệnh cũng là bác sĩ là chụp các cái cũng là chụp xong hết rồi. Tôi điều trị lây nữa, các bác sĩ ở đây trung tâm này vẫn là chăm sóc tôi rất tốt. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư bổ sung một số thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh. Cùng với đó, chỉ đạo các trạm y tế tăng cường các giải pháp bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, nhất là thời điểm này, đang là cao điểm của mùa mưa. Trong đó, tập trung tuyên truyền cho bà con ăn chín uống sôi, phòng các bệnh tiêu hóa, sốt xuất huyết, phòng một số bệnh ngoài da và các bệnh lây truyền. Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, thanh toán qua mã QR, ví điện tử, Internet Banking, Mobile Banking đã trở thành thói quen của nhiều người dân từ thành thị đến nông thôn, đặc biệt là khách hàng trẻ. Thay vì luôn phải mang theo tiền mặt, thì hiện nay chỉ với một tấm thẻ ATM hay điện thoại di động sẽ thanh toán được mọi dịch vụ. Với Viettel Lai Châu đã nỗ lực phát triển băng thông mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ thông tin, đưa ra nhiều ưu đãi khuyến mại và trợ giúp người dân thuận tiện trong đời sống. Điển hình của Viettel Lai Châu trong chuyển đổi số doanh nghiệp là việc hỗ trợ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Ứng dụng Viettel Money là dịch vụ số của tập đoàn Viettel. Với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, Viettel Lai Châu đã nỗ lực triển khai tới tất cả khách hàng. Đúng như khẩu hiệu của dịch vụ Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi, đã đem lại tiện ích hữu hiệu cho khách hàng. Tôi đến đây là nhờ bên nhân viên bên Viettel là giúp lợi ích cho tôi là nộp theo trên điện thoại, vì tôi tuổi cao rồi đi xa thì không đi được. Tôi nhờ nhân viên ở đây thu nộp bằng điện thoại bằng trên Viettel. Rất là lợi ích cho tôi khi mà tuổi già là sức yếu, xe máy thì không đi được. Thế mà đôi khi thường nó hay xảy ra cảm cúm thì cũng không đi xe được nữa. Thì tôi nộp ngay tại nhà. Nên xin nhân viên đã giúp ích cho tôi được đầy đủ và tôi đã được hiểu thấu suốt. Tôi nộp được chu đáo. Từ phương thức thanh toán không dùng tiền mặt Viettel Money, nhiều người dân đã thay đổi thói quen từ thanh toán tiền mặt qua thanh toán điện tử dựa trên công nghệ số và tạo thành thói quen sử dụng hình thức thanh toán này trong giao dịch hàng ngày. Từ đa dạng nguồn tiền đã tạo nên môi trường sinh thái cho kinh tế số. Viettel Money đã kiến tạo cuộc sống mới cho khách hàng khi sử dụng ứng dụng. Đến nay, Viettel Lai Châu đã cài đặt ứng dụng Viettel Money cho tất cả thuê bao, chiếm 3,9% tổng dân số trong tỉnh đang sử dụng mạng di động. Chúng tôi có những sản phẩm hoặc là có những công cụ mà hỗ trợ khách hàng sử dụng để khách hàng thuận tiện trong quá trình tham khảo các gói cước, như là các dịch vụ khác ngoài Viettel, ví dụ như là thu tiền điện nước chẳng hạn. Thì chúng tôi đã hướng dẫn đối với khách hàng đến với cửa hàng,
thì chúng tôi hỗ trợ khách hàng cách nhanh nhất có thể. Ví dụ như là khách hàng đang sử dụng dịch vụ điện nước mà chưa sử dụng các công cụ để thanh toán qua ứng dụng điện tử, thì chúng tôi có tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ Viettel Money là dịch vụ số của chúng tôi. Hiện tại là khách hàng khi được tham gia tư vấn và đăng ký sử dụng thì khách hàng cảm thấy rất là hài lòng. Thanh toán không dùng tiền mặt được Viettel Lai Châu nỗ lực triển khai tư vấn, việc cấp mã QR phục vụ khách hàng thanh toán hàng ngày, thực hiện cho hơn 3.900 hộ tiểu thương. Từ đó giúp giao dịch nhanh chóng hơn, tăng trưởng sự phát triển kinh tế xã hội. Trong công cuộc chuyển đổi số, Viettel Lai Châu đã đáp ứng cơ sở nền tảng giúp chuyển đổi số nhanh hơn, độ phủ sóng 4G cho hơn 2.100 thuê bao. Số thuê bao 4G xấp xỉ 48% dân số tỉnh Lai Châu. Đây là con số minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của Viettel Lai Châu trong công cuộc chuyển đổi số. Thời điểm vừa qua, Viettel đã triển khai tất cả các cái khu vực thương mại và các cái chợ trên địa bàn của tỉnh. Tuy nhiên là để mà triển khai đúng theo chuẩn, đúng theo quy định chợ 4.0 thì Viettel đang làm cái điểm mẫu là chợ Tam Đường. Về cái việc mà phát triển ấy, thì định hướng của Viettel là sẽ phát triển chợ 4.0 trên tất cả các cái chợ lớn trên địa bàn tỉnh. Qua những cái lợi ích trên ấy, thì Viettel đang phát triển rất mạnh các cái dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là cho các hộ kinh doanh và cho người dân sử dụng rất là tiện. Viettel có thể cung cấp các cái dịch vụ này vào những ngày nghỉ ngoài giờ hành chính hoặc là những ngày lễ ngày Tết thì Viettel vẫn cung cấp được dịch vụ cho người dân. Sự tác động của thanh toán không dùng tiền mặt đã làm tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP tỉnh Lai Châu đạt 2,3% trong 6 tháng đầu năm nay. Trong sự tích cực này có sự đóng góp rất lớn của Viettel Lai Châu. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, hiện nay tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt gần 60% tổng số dân. Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh đạt trên 72% tổng số thuê bao. Tỷ lệ phủ mạng Internet đạt 41%. Đây là những con số thuận lợi để giúp doanh nghiệp viễn thông Viettel Lai Châu cung cấp các dịch vụ và tiếp tục thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, góp phần đẩy mạnh tiến trình phát triển kinh tế số, tiện ích, tăng trưởng. Thực hiện kế hoạch năm 2023 của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm mua bán người, Công an huyện Tam Đường đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp, đồng thời tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn. Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa ngăn chặn tội phạm mua bán người cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các đối tượng mua bán người, Công an huyện Tam Đường tiếp tục duy trì nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng ngừa tội phạm mua bán người. Vận động người dân khi phát hiện thông tin về các đối tượng nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo mua bán người, cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng, qua đó kịp thời phòng ngừa ngăn chặn điều tra xử lý. Không nên nghe đời người ta dụ dỗ đi làm ăn xa như là liêng cao, mình không biết là nguồn gốc mình đi làm từ đâu, nên mình tránh tiếp xúc và không nên đi để tránh trường hợp là để mua bán người. Nên mình không nên nghe đời người lạ. Sau khi nhận được cái kế hoạch mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm mua bán người năm 2023 của công an huyện, thì công an xã cũng đã tham mưu cho lãnh đạo ủy ban, phân công cho cán bộ công nhân viên chức của xã, cũng như lực lượng công an xã là đến 8/8 bản trên địa bàn xã để tuyên truyền về thủ đoạn của các cái đối tượng là mua bán, về các cái thủ đoạn mua bán người như là lừa đảo trên hệ thống các cái trang mạng như là việc nhẹ lương cao, rồi là xuất cảnh trái phép sang Campuchia để lao động với mức lương cao, thì cũng đã tuyên truyền các cái thủ đoạn đó đến với bà con nhân dân, nhất là số trong độ tuổi đang lao động. Ngoài ra thì lực lượng công an cũng làm tốt cái công tác nắm tình hình trên địa bàn cũng như ở trên các cái trang thông tin đại chúng về các cái hình thức, các cái thủ đoạn là lừa ở trên cái hệ thống là đi làm việc nhẹ lương cao với cái mức lương yêu đái. Thì qua đó thì lực lượng công an xã đã chủ động trong cái việc nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu cho
lãnh đạo ủy ban cũng như là ban chỉ huy công an huyện và các cái đội nghiệp vụ để kịp thời đấu tranh phòng chống các cái hành vi liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn. Ban lãnh đạo công an huyện cũng đã chỉ đạo công an các xã thị trấn phối hợp với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm việc chấp hành quy định về quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn, karaoke, massage, để chủ động phát hiện ngăn chặn tội phạm mua bán người và các hành vi liên quan đến mua bán người. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, thì trong thời gian qua là chúng tôi đã tổ chức tăng cường lực lượng xuống các địa bàn cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, để làm công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm về mua bán người. Với cách làm thì ngoài việc triển khai các cái công tác nghiệp vụ của ngành thì chúng tôi tập trung làm cái công tác tuyên truyền thông qua các cái mô hình tự quản an ninh trật tự, đặc biệt là mô hình dòng họ tự quản an ninh trật tự, thế rồi là phát huy vai trò uy tín của già làng trưởng bản, người có chức sắc trong dân tộc thiểu số để tuyên truyền vận động nhân dân cảnh giác với âm mưu thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng mua bán người. Thế với những cái việc làm quyết liệt như vậy, có cả sự giúp đỡ vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở và sự ủng hộ của người dân trên địa bàn, thì trong 3 năm trở lại đây thì không xảy ra cái hoạt động mua bán người như trước đây nữa. Thì đây là một cái điều rất đáng mừng, và chúng tôi đang từ cái kết quả này chúng tôi đang tiếp tục là làm các cái mô hình để phòng ngừa không để xảy ra các cái hoạt động mua bán người. Cùng với các giải pháp trên, Công an huyện Tam Đường cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức đoàn thể huyện và chính quyền các xã trong đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2021-2025, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin trong xác minh điều tra xử lý tội phạm mua bán người, giải cứu tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về. Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 642 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm đạt trên 5.600 tỷ đồng, bằng 67,4% kế hoạch. Theo đánh giá của các ngành chức năng, sở dĩ tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ có mức tăng cao vì đây cũng là tháng thứ hai được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, góp phần kích cầu tiêu dùng. Hơn nữa, do thị trường hàng hóa tương đối ổn định, nhu cầu hàng may mặc, trang thiết bị gia đình trong giai đoạn chuyển mùa gia tăng. Một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã tăng cường triển khai các chương trình khuyến mãi, giá cả các mặt hàng tương đối ổn định và phù hợp với thu nhập của số đông người tiêu dùng nên sức mua tăng. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền các chính sách bảo hiểm y tế, nên từ đầu năm đến nay, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã tăng trên 17.000 người so với cuối năm 2022, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 8 đạt gần 403.000 người, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91%. Thời gian tới, để người dân hiểu được các chính sách và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trực tiếp và linh hoạt các hình thức khác như ký kết quy chế, kế hoạch, chương trình phối hợp với nhiều đơn vị liên quan, mở rộng phát triển hệ thống mạng lưới, đại lý, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phát thanh lưu động bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số, tuyên truyền trực quan bằng pano áp phích, băng rôn, phát hành tờ gấp tới nhân dân, qua đó giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, thêm hiểu tin tưởng và tham gia vào chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Năm 2023, huyện Tam Đường có kế hoạch trồng mới 100 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất cây gỗ lớn. Hiện nay nhân dân trên địa bàn đã triển khai trồng được 34 ha, đạt 34% kế hoạch. Đối với người dân tham gia trồng rừng, sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu quy định chính sách phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025 với kinh phí 16 triệu đồng trên 1 hectare trong 4 năm cho việc chuyển đổi đất, cây giống, trồng và chăm sóc. Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện phối hợp với các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện đào hố trồng rừng. Trong quá trình triển khai trồng rừng, đơn vị cử cán bộ kỹ thuật bám nắm địa bàn, hướng dẫn người dân cách bảo quản, chăm sóc cây giống cũng như là trồng theo đúng kỹ thuật, đảm bảo cây trồng có tỷ lệ sống cao. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.